Cái đề tài đầu tiên thì Phong mời quý vị theo dõi bản tin này. Ok các bạn, trên tờ Straits Times ở Singapore thì đã có một cái đề tựa đề là Amid tax invasion storm, where is Phan Bình Minh? Phan Bình Minh tức là một trong những nữ tài tử nổi tiếng nhất bây giờ của Trung Quốc, một trong những tài tử hái ra tiền nhiều nhất của Trung Quốc là Phạm Băng Băng. Phong nghĩ rằng là khán giả Việt Nam và mọi người ở Việt Nam thường xem phim của cô này đóng, và cô cũng đã xuất hiện trong cái cuốn những cuốn phim nổi tiếng của Hoa Kỳ như là cuốn The X-Men. Thì các bạn thấy, thì trong đây bản tin từ Hồng Kông cho biết là Phạm Băng Băng đã rời khỏi Trung Quốc, dấu chấm hỏi. Và trong đó thì nó có nói đến là được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc đã bị liên can tới một cái cơn bão đánh vào những nhân vật nổi tiếng, những cán bộ hay những công ty tại Trung Quốc làm ăn, làm việc mà trốn thuế. Ok, thì Phạm Băng Băng đã bị tố giác bởi một người host của đài truyền hình, tức là một người làm việc điều khiển một cái chương trình ở trên truyền hình có tên là Cui Giang Yuan. Các bạn thấy cái tên hơi khó đọc nè, Cui Giang Yuan nè. Làm cho đài truyền hình CCTV, tức là một trong những đài truyền hình lớn nhất ở Trung Quốc. Và anh này tố cáo rằng là trong cái hợp đồng 4 ngày, anh này gọi cô Phạm Băng Băng là có cái gọi là Yin and Yang contract. Thì Phong tạm dịch qua cái tiếng Việt là một cái hợp đồng âm dương. Tức là cái âm dương là hai mặt đó các bạn nha. Tức là cái hợp đồng thiệt và cái hợp đồng mà một cái hợp đồng thiệt nằm ở phía dưới và cái hợp đồng giả nằm phía trên. Đây là một trong những cái hợp đồng gọi là hợp đồng âm dương, và theo đó thì anh này tố cáo rằng trong 4 ngày làm việc của cô với đài thì là cái revenue, tức là cái lợi tức của cô đó là 10 triệu đồng nhân dân tệ, tức là khoảng là 5.2 triệu Mỹ kim. Nhưng mà cái mà để nộp cho hồ sơ thuế thì họ lại có một cái hợp đồng khác các bạn, một cái secret contract, tức là một cái hợp đồng bí mật đó, là lên đến 50 triệu đồng đồng nhân dân tệ. Lương thật sự của cô ta là 50 triệu nhưng mà khai trên hợp đồng là chỉ có 10 triệu đồng nhân dân tệ thôi để cô ta trốn thuế. Và đây là một trong những cái đề tài lớn nhất và đang xảy ra tại Hồng Kông và Trung Quốc và đang gây chấn động. Và trong đó một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mà từng được ông nhà văn Kim Dung sáng lập là tờ Minh Báo cũng đã báo cáo về cái sự kiện này. Và đây là một trong những cái nỗ lực của Tập Cận Bình trong cái việc mà gọi là thanh trừng nội bộ, dùng cái chiêu bài chống tham nhũng đã hủ diệt rồi của Tập Cận Bình để mà có thể triệt tiêu những cái thế lực có thể đe dọa tới ông ta. Và trong cái lúc mà thực hiện cái việc thanh trừng đó thì Tập Cận Bình cũng muốn chấn chỉnh luôn tất cả các cái ngành nghề khác không phải là của chính phủ Bắc Kinh và thu về tiền thuế của những người trốn thuế. Và cái ngành trốn thuế được xem là nhiều nhất ở Trung Quốc hiện nay là kỹ nghệ giải trí, được xem là một trong những kỹ nghệ mà từ ông chủ công ty, ông chủ hợp tác với đài truyền hình cho tới những diễn viên, những đạo diễn luôn luôn là khai mức thuế thấp để khỏi đóng thuế. Và cái việc này đang bị Trung Quốc siết chặt lại. Phạm Băng Băng là một trong những cô đào nổi tiếng nhất của Trung Quốc, và hiện nay theo cái câu hỏi của tờ Straits Times ở Singapore dựa trên cái bản tin của tờ Minh Báo tại Hồng Kông thì các bạn thấy là Phạm Băng Băng, họ đặt câu hỏi là Phạm Băng Băng đang ở đâu. Tuy nhiên thì một cái nguồn tin khác thì cho biết rằng là Phạm Băng Băng đã bị giữ lại passport và đã có lệnh là không được di chuyển ra khỏi Trung Quốc. Trong khi cô nữ tài tử này á thì cho rằng là cô không có ý khai gian thuế. Vấn đề nội vụ chưa biết thật giả thế nào, nó vẫn còn đang xảy ra. Tại sao tôi đem cái đề tài này lên vậy các bạn? Tại vì nó có liên quan tới Việt Nam. Giống như tôi đã từng nói trong tất cả những cái livestream của tôi, chính quyền Cộng sản Việt Nam copy 100% cái hệ thống cai trị của chính quyền Bắc Kinh. Do đó những gì Bắc Kinh làm
thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng copy theo. Và sắp sửa tới đây, tôi chưa biết là những nhân vật nào trong giới giải trí Việt Nam sẽ được đưa lên bàn mổ. Mà trong đó thì có nhiều người khoe khoang lắm. Ra hải ngoại này khoe khoang nhiều lắm các bạn. Thì bây giờ chính họ sẽ phải đối diện với cái gọi là sở thuế của Cộng sản Việt Nam. Ok, tôi làm trong ngành văn nghệ nhiều năm. Vợ tôi là nghệ sĩ mà. Ok các bạn, và tôi đã chứng kiến những cái thăng trầm của cái ngành văn nghệ ở hải ngoại và sự lấn sân của những ca sĩ trong nước qua một số những bầu show vô lương tâm ở ngoài này. Ok các bạn, những người mà ra ngoài này đi trình diễn gồm những tên tuổi mà tôi có thể kể ra rất lớn: Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Lệ Quyên, Quang Dũng, vân vân. Những người này thường xuyên á, là hay xuất hiện ở những cái show sòng bài. Những cái show ở sòng bài trình diễn lắm các bạn. Họ chỉ núp ở trong sòng bài, tại vì họ ra ngoài cộng đồng thì cộng đồng không có welcome họ. Do đó họ chỉ trốn ẩn ở trong sòng bài, trình diễn trong sòng bài thôi. Họ không có dám đối diện với lại những cái show bên ngoài. Có một số thì dám, nhưng mà nhưng mà cũng chưa biết được là trong tương lai họ có bị chống hay không. Thì những người này ra tới ngoài này á, các bạn biết đội giá lên trời. Tôi không biết trong nước họ hát giá bao nhiêu nha. Trường hợp của Lệ Quyên có thể đưa giá lương cachet của cô ta cho một show lên tới 12.000 Mỹ Kim. Đàm Vĩnh Hưng có thể đưa giá lên tới 10.000 Mỹ Kim. Và tương tự như vậy, Trấn Thành, Quang Dũng cũng nâng giá mình lên ở cái mức được xem là khá cao so với những nghệ sĩ hải ngoại. Và họ thường khoe khoang rằng họ có đẳng cấp. Họ có đẳng cấp. Họ thường khoe khoang như vậy. Cho nên là cái giá lương họ phải lên trời như vậy đó các bạn. Thì do những cái người mà mới qua Mỹ được vài năm, rồi thường lên YouTube thì coi mấy cái video clip của Lệ Quyên hay là của Đàm Vĩnh Hưng hay của Trấn Thành, rồi cái háo hức thích đi coi. Trên vé 100-200 đô vẫn đi coi như thường. Trong khi á, có chuyện gì thì họ cầu cứu ca sĩ ở hải ngoại. Mà khi tổ chức show thì họ không thêm xem ca sĩ hải ngoại ra cái gì cả. Họ đi mướn ca sĩ trong nước. Và ca sĩ trong nước ra tới ngoài này á, thì là cứ ông nào cũng bà nào cũng vỗ ngực xưng tên là cachet của tôi rất là cao. Tôi bay show 3-4 ngày một tuần. Thứ 6 bay, thứ 7 bay, rồi chủ nhật bay, rồi thứ 2 mới về tới. Tức là các bạn nghĩ đi, nếu như là lời khoe khoang của họ đi, một show họ lấy 10.000, 12.000 Mỹ Kim, một cuối tuần 3 show, thứ 6, thứ 7, chủ nhật là họ lấy vô 30-40.000 Mỹ Kim rồi các bạn. Vậy thì những ca sĩ này về trong nước, họ khai cái gì với sở thuế Việt Nam vậy các bạn? Các bạn nói tôi nghe đi, họ khai họ hát ở Mỹ lương 10.000, 12.000 hay họ khai là hát lương ở Mỹ là 1.000, 1.200. Rồi họ đóng thuế trên cái 1.000, 1.200 đó. Chưa kể họ qua đây, họ trình diễn, họ chưa đóng thuế cho đất nước Mỹ này nữa. Ví dụ, tôi nói ví dụ nha các bạn. Trên nguyên tắc, tại tôi đã từng làm việc với nghệ sĩ, tôi biết. Trên nguyên tắc là labor, tức là nhân công từ nước ngoài vào Mỹ làm việc. Bất kể đó là nghệ sĩ trình diễn hay là người bình thường. Cái thuế mà làm việc ở Mỹ này mà họ phải đóng lại là 33%. Tức là họ lãnh 1.000 đô la thì họ phải đóng lại là 67 đồng. 667 đồng họ chỉ nhận được như đó thôi, còn 330 đồng đó họ phải đóng cho sở thuế. Tức là họ nhận lại khoảng 670 đồng. Đó là cái lương, cái thuế mà họ phải đóng cho chính phủ Mỹ. Và trong bao nhiêu năm nay rồi, các bạn nghĩ họ có đóng thuế cho chính phủ Mỹ không? Và họ có đóng đúng với cái lương mà họ tri hô trên mặt báo hay không? Họ la làng la xóm trên mặt báo hay không? Hay là họ cố tình họ khai thấp xuống ở mức tệ nhất để họ đóng thuế rất là ít? Ví dụ như là 33% mà họ khai như là Đàm Vĩnh Hưng á, nhận lương 10.000 đô la đó, thì khai lấy 1.000 thôi. Ngàn thì đóng bao nhiêu các bạn? 33%. Có mấy trăm bạc à? Trong khi đáng lý là phải đóng 3.000 mấy. Theo cái lời tri hô của Đàm Vĩnh Hưng
hay là Lệ Quyên, phải không? Tôi thì tôi không thích nghe cái cô này hát bolero đâu, cổ đang phá nhạc bolero thì đúng hơn. Nhưng mà cái kiểu hát của cổ á thì có nhiều người bên ngoài thích lắm. Nhất là những cái cô mà làm ở những cái tiệm nail mới qua Mỹ độ khoảng được đôi ba năm đó, đi làm nail ở tiểu bang xa đó, còn đầy cái chất Việt Nam, còn đầy cái tôi gọi bên đây là gọi gì? À, bên đây chúng ta có cái thành ngữ rất là hay, tức là phèn. Còn đầy chất phèn chưa gột rửa đó, thì cứ nghe Lệ Quyên rồi Đàm Vĩnh Hưng á, là ùa nhau đi mua vé đi coi show. Còn những người mà ở Mỹ lâu năm á, muốn coi lạ đó thì họ không có tốn tiền, tại vì họ có account trong sòng bài, họ đánh bài nhiều quá rồi thì sòng bài cho vé họ free để đi coi những cái này. Mà nhiều khi họ lấy vé họ cũng không đi coi nữa, họ quăng cho ai coi đó, còn họ vô họ đánh bài. Nhưng mà cái hiện tượng mà ca sĩ Việt Nam qua trình diễn không còn lạ trong 10 năm nay. Nó hiện hữu ở nhiều nơi lắm các bạn. Và chính vì vậy rồi họ đưa cái giá lên trời. Cái tưởng là mình qua Mỹ là được chào đón, khách khứa đông, rồi khán giả đông lắm. Như vậy thì các bạn đặt câu hỏi giùm tôi đi. Những ca sĩ này sắp sửa bị đưa lên bàn mổ tại Việt Nam chưa? Với cái chiến dịch gọi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, họ sẽ bị đưa lên bàn mổ khi nào? Và chắc chắn rằng tôi nói với các bạn, những kẻ này đa phần khai gian về lợi tức để trốn thuế, giống như Phạm Băng Băng đang bị Trung Quốc điều tra. Vậy thì các bạn, câu hỏi đặt ra là chừng nào cái chế độ cai trị các bạn đó sẽ bắt đầu hết tiền rồi, mà bây giờ hết tiền rồi, bây giờ là ngân hàng cạn kiệt rồi, thì chỗ nào moi được tiền là sẽ moi thôi. Thì chắc chắn rằng những ca sĩ này sẽ tránh không khỏi sẽ bị gõ đầu, sẽ bị hỏi, sẽ bị điều tra. Rồi những ca sĩ mà bên hải ngoại này bò về Việt Nam trình diễn thì cái thuế đóng như thế nào đối với Cộng sản Việt Nam, và họ có khai lợi tức khi trở về Mỹ hay không để đóng cái thuế của họ ông ở bên Mỹ nữa. Nhiều lắm, tôi nhìn vô là tôi thấy cả mấy chục người đó, tại vì đa phần trong giới văn nghệ Việt Nam á, lãnh tiền mặt không à các bạn, lãnh tiền mặt không à, chứ không có bầu show cũng trả tiền mặt không à, chứ không có trả theo cái kiểu nó đàng hoàng là có form 99, có số show show, trả hát bao nhiêu trả bấy nhiêu, không có. Chỉ rất ít bầu show, tôi nói rất ít, là làm việc với lại một số những cái sòng bài mà không phải là bầu show đó đứng ra tổ chức, mà của sòng bài tổ chức. Bầu show chỉ là người coordinate thôi, thì họ phải làm theo thủ tục của sòng bài, tức là họ phải lấy số show show của ca sĩ, rồi sòng bài sau khi trả lương xong đó thì vài tháng sau họ gửi gửi cái form 99, 1099 về, tức là cái giấy thuế 1099 đó. Còn những bầu show mà tổ chức trong sòng bài đó các bạn, lấy bảo trợ của sòng bài á, thì họ trả lương cho nghệ sĩ, họ trả tiền mặt không ạ. Rồi cái tiền thuế, cái tiền bán vé, cái tiền này không khai thuế luôn. Bán một sản phẩm, bán một chuyến vé họ cũng không khai thuế luôn. Sale tax không có. Bán vé mà không có sale tax các bạn. Rồi á, lấy tiền mặt của khán giả vô, xong rồi bắt đầu lấy tiền đó trả lương cho nghệ sĩ, cho ca sĩ bên Việt Nam. Mà trả trên trời không à các bạn. Bây giờ mà gọi tới những nghệ sĩ hải ngoại lương 2-3 ngàn đô la chê mắt, mà gọi tới ca sĩ Việt Nam nó đội đến 9-10 ngàn á thì vẫn ok. Các bộ show bây giờ là như vậy đó các bạn, các bộ show bây giờ bên ngoài là như vậy đó. Do đó cái tôi đặt ra là họ đã đóng thuế đầy đủ chưa khi họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đó là tôi chưa nói phần Hoa Kỳ, Hoa Kỳ thì tôi chưa nói đâu, tôi chỉ nói bên phía Việt Nam thôi. Họ về bên Việt Nam họ khai như Lệ Quyên đó, cách đây không lâu nè, bạn tôi gọi cho chồng ca sĩ Hồng Ngọc là anh, cái anh gì, anh gì ở Houston, Thomas phải không ạ, là bây giờ anh chồng của cô Hồng Ngọc này, cô Hồng Ngọc định cư ở Houston rồi, chồng của cổ bây giờ là đi đứng ra tổ chức nhiều show lắm. Thì gọi tới hỏi giá lương Lệ Quyên là mười mấy ngàn đô la một show các bạn. Nó là lương Lệ Quyên mười mấy ngàn đô la một show là. Vậy thì Lệ Quyên về bên Việt Nam, khi qua hát bên Mỹ,
Lệ Quyên có khai là mỗi một show cô ta nhận mười mấy ngàn không? Và cô ta hát bao nhiêu show? Và những show đó cô ta đã đóng thuế cho chính phủ Mỹ chưa? Tôi không nói. Tôi chỉ nói là phía Việt Nam cô ta về bên đó cô ta sẽ khai sở với sở thuế như thế nào? Mà tại sao tới ngày hôm nay sở thuế bên Việt Nam vẫn bịt mắt vậy? Đơn giản thôi. Cổ lãnh lương mười mấy ngàn, cổ về cổ khai có một hai ngàn à. Rồi cái cổ lấy 300-400 cổ dúi cho nhân viên sở thuế là xong. Không ai khui hồ sơ của cổ ra hết. Nhân viên sở thuế chỉ cần bịt miệng cho nó vài 300 đô là nó im miệng ngay. Trong khi á, cổ lãnh lương á, thì cổ la lớn lắm. Rồi còn khoe khoang trên báo chí là tôi là lương cao nhất. Bây giờ ca sĩ trong Việt Nam hay có cái trò khoe lắm. Ai cũng khoe là mặc đồ đẳng cấp nhất, hàng hiệu nhất, bóp mấy chục ngàn. Rồi ai cũng khoe là mình đi show nhiều nhất và lương là cao ngất trời luôn. Ngày xưa thì nghệ sĩ Việt Nam không có đâu. Cái thời trước 75 hay là những nghệ sĩ lớn tuổi á, họ hát bao nhiêu đó điều lương là họ là điều tế nhị. Không ai nói cho ai biết hết á. Rồi cũng không ai khoe là mình lương cao nhất hết á. Nhưng mà cái văn hóa bây giờ của cái chế độ xã hội chủ nghĩa đó là khoe. Ai cũng khoe hết á. Khoe lương mình là cao ngất ngưỡng luôn. Nhưng thực tế họ có lãnh được như vậy hay không là một chuyện khác. Và thứ hai, những người được tự nhận mình là ngôi sao, là diva, là cái này cái kia đó, thì các bạn nghĩ đi, họ có đóng thuế không? Hay là những ca sĩ bên Mỹ nè, đi về bên Việt Nam nè, vào những cái game show truyền hình đi. Một đêm, một cái episode, một cái tập quay 45 phút đi. Thì những cái người tổ chức những game show truyền hình đó trả lương bao nhiêu vậy? 20 triệu, 30 triệu hay 50 triệu đồng Việt Nam cho một episode. Thì các bạn nghĩ đi, quay 20 episode, 50 triệu một 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 một, một episode tức là một tập đó. Thì 20 tập tức là 1 tỷ rồi. Đúng không? Làm việc trong vòng có 2 tháng à. 20 tập quay 2 tháng, 3 tháng là xong à. Là kiếm được 1 tỷ rồi. Họ có khai và họ có đóng thuế hay không các bạn? Tôi nhân cái dịp mà tờ Straits Times của Singapore đưa cái thông tin là Phạm Băng Băng đã bị giữ passport vì liên can tới vấn đề trốn thuế. Thì câu hỏi tôi đặt ra cho cái đám nghệ sĩ Việt Nam ở Việt Nam qua Mỹ trình diễn. Họ có đóng thuế không các bạn? Các bạn trả lời thôi. Hay là họ khai cái kiểu mà giống như là ba trời. Đi 100 show, một năm đi 100 show. Thì khai một năm đi có chừng 20 show thôi. Để đóng thuế trên cái 20 show rồi. Một cái show nhận 10.000 đô la. Hay là 5.000 đô la. Thì khai đó là nhận 500 với 1.000 thôi. Thực tế, tôi không có nói sai. Tại vì tôi đã nói với các quý vị và các bạn, tôi sống trong cái ngành giải trí và văn nghệ. Tôi hiểu được chứ. Họ khoe khoang nhiều lắm. Ví dụ như dạo trước, cách đây 1-2 năm đó, có 1-2 bầu show ở San Jose mời Mỹ Tâm qua hát. Mỹ Tâm đưa giá 25 ngàn. Không phải là lương một mình Mỹ Tâm 25 ngàn. Mà cô ta bắt là phải đưa nguyên cái băng nhạc của cô ta qua để trình diễn. Và cái package đó là trị giá 25 ngàn. Thì cái anh bầu show đó anh nghe anh táo quả tam tin hết. Anh né ra luôn. Nhưng mà những bầu show ở tiểu bang khác thì sao các bạn? Tại vì có những bầu show thì làm để kiếm tiền. Có những bầu show tổ chức trong sòng bài lấy cái tiền lời, ví dụ sòng bài trả 50 ngàn hay 30 ngàn cho một show. Họ trừ hành trừ tỏi, họ làm cái gì, họ mướn ca sĩ đó thì họ giữ lại, ok, một họ giữ lại coi như là được 3 ngàn, 5 ngàn, coi như tiền lương của họ tổ chức show cho sòng bài. Nhưng mà cũng có những người dư tiền lắm, là ham danh, cũng nhảy ra làm bầu show. Thì khi mà nghe ca sĩ ở Việt Nam đưa giá lên trời á, thì cũng đáp ứng chung tiền, còn show lời lỗ không cần biết, là tại vì họ cần danh. Do đó ở trong cái nghề này nó có nhiều bầu show lắm, nhiều dạng bầu show lắm. Và chính như những ông bầu show ham danh đó đó, bây giờ đó thì các bạn thấy đó là cái qua đây là khoe đó, giống như Lệ Quyên nè, rồi Đàm Vĩnh Hưng nè, rồi Quang Dũng nè, đúng không, rồi Trấn Thành nè, rồi Trường Giang nè, đúng không? Lương lúc nào cũng khoe là từ 6.000 tới 10.000 một show. Thì các bạn nghĩ đi, một show mà đi qua Mỹ, đi chừng đi một tour nước Mỹ chừng chục show thôi, đi 2 tháng, tháng mấy 2 tháng thôi,
tuần nào cũng bay đi, tuần nào cũng hát, tuần hát 3 suất. Thứ sáu một suất, thứ bảy một suất, chủ nhật một suất đó. Mà các bạn thấy chục show thôi là họ lấy về 60-70 ngàn cho tới 100 ngàn rồi. Theo lời khoe của họ, mỗi lần bay ra gọi là đi tour qua Mỹ, bay tour qua Mỹ hát một tour, tại quay qua Mỹ đâu có hát một show bay về. Phải ở đây đi một tour chứ. Hát Anh Nam Cali xong rồi bay lên Bắc Cali, Cali xong bay qua Houston, Houston xong bay qua Biloxi, Biloxi xong rồi bay lên Atlantic, rồi về San Jose. Đó các bạn đếm đi, rồi lên Seattle, rồi Chicago. Đó các bạn đếm đi những cái nơi mà thường xuyên có những cái buổi văn nghệ của các sòng bài tổ chức, hay là Nam Bắc California thì tổ chức ở ngoài những cái rạp để bán vé đó. Thì một show của họ là như đó tiền đó. Họ khoe chứ. Thì bây giờ tôi đặt ra là họ có đóng thuế không? Và chừng nào thì sở thuế của Việt Nam sẽ gõ cửa họ? Hay là các nhân viên trong sở thuế của Cộng sản Việt Nam cũng bịt mắt bắt dê, nó dú cho 500-300 đồng bạc là coi như không bao giờ mở cái hồ sơ thuế đó ra hết, nó khai nhiều ghi nhiều, không đặt câu hỏi không gì cả. Và tôi nói với các bạn, đã có những trường hợp nghệ sĩ qua đây không đóng thuế và đã bị cấm vĩnh viễn bước vô nước Mỹ rồi. Và có những trường hợp bị, tại vì dạo trước cách đây khoảng 10 năm đó thì tổ chức show ở đây bầu show đánh nhau dữ lắm. Rồi khi đánh nhau đó họ tố cáo tùm lum hết đó. Họ tố cáo luôn cả Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn nữa. Và chính vì vậy có một số nghệ sĩ đã bị có vết đen ở Tổng lãnh sứ quán, có người thì bị cấm vĩnh viễn, có người bị cấm 10 năm, có người bị cấm 5 năm. Rồi cái qua thời hạn 5 năm, 10 năm đó, các bạn nghĩ những người này có dám qua Mỹ không? Tôi nói các bạn không. Lý do tại sao? Vi phạm luật của di trú thì họ cấm 5 năm, 10 năm không được vô Mỹ. Nhưng mà khi cái thời hạn đó qua rồi đó mà bay vô Mỹ á là nguy hiểm lắm, không dám bay. Tại vì vừa đáp xuống phi trường là nhân viên sở thuế còng tay đưa vô tù vì tội trốn thuế. Cho nên bây giờ có nhiều ca sĩ ở Việt Nam á không đóng thuế và bị cấm luôn, bị cấm luôn, bị cấm nhập cảnh luôn. Rồi chưa kể là dùng visa không đúng nữa, visa làm việc khác, visa trình diễn khác, rồi visa trình diễn của công ty này đi đi qua trình diễn cho công ty khác, nhiều lắm các bạn. Và tất cả những điều này, tôi nói tất cả những điều này nó đã được Cộng sản Việt Nam làm tới nơi tới chốn chưa? Chưa, chưa hề. Tại vì những kẻ làm trong sở thuế ở Việt Nam đó là chỉ biết đi thu thuế hàng tháng với lại tất cả những cái tiệm buôn bán, nhưng mà họ thu thuế kiểu nào các bạn? Tức là đóng thuế một đồng á thì tới sở thuế thật sự còn có 50 sen thôi, tại họ giúp cho những cái cơ sở đó khai giảm xuống để mà đóng thuế ít, rồi họ lấy cái phần ở giữa đó mà họ thâu hàng tháng. Các bạn nghĩ đi, một nhân viên sở thuế một cái nhà hàng ở Sài Gòn thôi, bây giờ các bạn nghĩ ở Sài Gòn có bao nhiêu cái nhà hàng và trong sở thuế đó có bao nhiêu nhân viên làm việc, chưa kể là lấy tiền của đám nghệ sĩ này nữa. Cho nên cái lợi tức đó nó cao lắm các bạn. Ngu gì khui ra, khui ra bể miếng cơm làm sao, khui ra cho báo chí nó bể hết miếng cơm, còn không khui ra thì nhân viên sở thuế tiếp tục kiếm tiền. Phải bỏ cả mấy chục ngàn, gần cả trăm ngàn, có khi trên cả mấy trăm ngàn để mua một cái vị trí trong sở thuế. Thì tới lúc phải lấy vốn. Cho nên các bạn, cái hồ sơ thuế ở Việt Nam nó tức cười lắm. Chính vì vậy mà tôi mượn cái chuyện Phạm Băng Băng tôi nói cái hồ sơ thuế. Tại vì các bạn ở trong Việt Nam tôi không biết, nhưng ở ngoài này đóng thuế là nghĩa vụ của công dân. Bây giờ các bạn mà kêu bỏ đi bỏ phiếu á mà không lấy thuế người dân luôn á, zero tax á, các bạn thấy dân Mỹ nó sẽ chống như thế nào? Tại họ biết cái tiền thuế đó đi đâu, về đâu, làm cái gì, cho nên họ tình nguyện đóng thuế các bạn. Đương nhiên có những người làm giàu nhiều quá, đóng thuế nhiều quá thì tìm cách trốn, chuyện đó không phải không có, có. Nhưng mà nếu nhìn rộng ra toàn bộ dân Mỹ đó thì ai cũng phải đồng ý đóng thuế hết. Tại vì họ biết cái tiền thuế là xây dựng cầu đường,
là nâng cấp đường đường xá, là lo cho trường học, rồi là tức là những cái dịch vụ xã hội. Cái tiền thuế đóng vô là để lo cho những cái dịch vụ xã hội đó. Họ không có phản đối chuyện đóng thuế đâu, có điều tăng thuế hay giảm thuế tùy theo nhu cầu của mỗi tổng thống, chứ không có cái kiểu bỏ thuế được. Tôi kể ra cho các bạn nghe để các bạn hiểu được cái người dân ở ngoài này ta ý thức lắm. Vậy thì các bạn nói tôi nghe đi, tôi mượn cái câu cái tin của Phạm Băng Băng bị giữ passport không cho ra khỏi Trung Quốc vì liên quan tới các điều tra thuế đó. Câu hỏi tôi đặt ra là có bao giờ các bạn ở Việt Nam, các bạn đặt câu hỏi với cái hồ sơ thuế của những người này chưa? Và họ khai như thế nào với sở thuế? Họ có under table, tức là đưa tiền dưới gầm bàn cho sở thuế để xí xóa những cái khai gian của họ hay không? Đó là câu hỏi mà tôi đặt ra liên can tới showbiz, tại vì có một vài bạn yêu cầu tôi nói chuyện về showbiz của Việt Nam. Thì tôi không biết nói gì về showbiz hết, ngoại trừ cái chuyện này và những cái chuyện mà gây tai tiếng, tức là gây scandal để được nổi tiếng. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay của tôi liên quan đến cái hồ sơ thuế của Phạm Băng Băng. Và sẵn dịp đó thì tôi muốn cho các bạn hiểu rõ là những cái giới nghệ sĩ từ Việt Nam qua Mỹ trình diễn khoe khoang rất nhiều, lương cát-xê cao nhất, đúng không? Đi đẳng cấp nhất, bay máy bay first class, rồi có những người còn đòi vệ sĩ nữa. Và cái lương thì người nào cũng cũng lên kê lên tới 7.000, 10.000, 12.000, thậm chí 15.000, thậm chí như Mỹ Tâm rồi 25.000 gì đó. Thì nếu như bầu show bên đây có những bầu show trả giá lương đó cho họ thì họ về bên Việt Nam họ khai như thế nào? Và khi mà họ nhận lương vậy, bầu show đã khấu trừ cái phần thuế ở bên Mỹ chưa? Câu hỏi này tôi để cho các bạn tự mình trả lời. Và các bạn sẽ hiểu được tại sao tôi làm cái livestream và cái câu chuyện ngày hôm nay. Một lát tôi trở lại với đề tài thứ hai cũng liên can tới vấn đề tiền các bạn. Xin các bạn đừng rời khỏi các làn sóng phát hình và phát thanh của KDSL. Phong trở lại trong vòng 3 phút. Trở lại chương trình với Trần Nhật Phong, Houston Nhật ký mỗi ngày trên băng tần 56.6 tại miền Nam California, 16.1 tại Bắc California, 30.6 tại Dallas, Texas, trên Galaxy 19 vệ tinh toàn cầu và đang được phát thanh trực tiếp qua Houston trên băng tần FM 98.7 của Hải Lê Radio và đương nhiên cũng đang được phát bên Facebook và YouTube của Phong. Ok các bạn. Đề tài đầu tiên Phong đã nói chuyện với các bạn về cái hồ sơ mà cô Phạm Băng Băng, một trong những minh tinh hàng đầu của Trung Quốc, đang bị giữ passport điều tra về liên quan tới thuế mà cô đã khai gian, tức là khai thấp hơn cái lợi tức của cô. Và từ chuyện này Phong đã liên tưởng tới cái giới showbiz của Việt Nam và tất nhất là những người được xem là ngôi sao số 1 của Việt Nam bây giờ bay show ra hải ngoại, lương cao ngất ngưỡng theo lời họ ca, họ họ gọi là la làng la xóm trên mặt báo, tức là họ khoe khoang trên mặt báo là lương họ là cao nhất từ Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng cho tới Trấn Thành, Trường Giang vân vân. Và câu hỏi đặt ra là sở thuế của Cộng sản Việt Nam sẽ làm gì với những cái lợi tức cao ngất ngưỡng này, hay tới ngày hôm nay họ vẫn im hơi lặng tiếng? Câu đó để cho các bạn trong Việt Nam tự tìm kiếm câu trả lời. Tôi chưa nói đến vấn đề mà họ đóng thuế bên Mỹ hay không. Sau đó những gì Bắc Kinh làm thì chính quyền Cộng sản Việt Nam cũng copy theo. Và sắp sửa tới đây tôi chưa biết là những nhân vật nào trong giới giải trí Việt Nam sẽ được đưa lên bàn mổ, mà trong đó thì có nhiều người khoe khoang lắm, ra hải ngoại này khoe khoang nhiều lắm các bạn. Thì bây giờ chính họ sẽ phải đối diện với cái gọi là sở thuế của Cộng sản Việt Nam. Ok, tôi làm trong ngành văn nghệ nhiều năm, vợ tôi là nghệ sĩ mà. Ok các bạn, và tôi đã chứng kiến những cái thăng trầm của cái ngành văn nghệ ở hải ngoại và sự lấn sân của những ca sĩ trong nước qua một số những bầu show vô lương tâm ở ngoài này. Ok các bạn, những người mà ra ngoài này đi trình diễn gồm những tên tuổi mà tôi có thể kể ra rất lớn: Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành, Lệ Quyên, Quang Dũng, vân vân. Những người này thường xuyên
là hay xuất hiện ở những cái show sòng bài. Những cái show ở sòng bài trình diễn lắm các bạn, họ chỉ núp ở trong sòng bài, tại vì họ ra ngoài cộng đồng thì cộng đồng không có welcome họ. Do đó họ chỉ trốn ẩn ở trong sòng bài, trình diễn trong sòng bài thôi. Họ không có dám đối diện với lại những cái show bên ngoài. Có một số thì dám, nhưng mà nhưng mà cũng chưa biết được là trong tương lai họ có bị chống hay không. Thì những người này ra tới ngoài này á, các bạn biết đội giá lên trời. Tôi không biết trong nước họ hát giá bao nhiêu nha. Trường hợp của Lệ Quyên có thể đưa giá lương cachet của cô ta cho một show lên tới 12.000 Mỹ Kim. Đàm Vĩnh Hưng có thể đưa giá lên tới 10.000 Mỹ Kim. Và tương tự như vậy, Trấn Thành, Quang Dũng cũng nâng giá mình lên ở cái mức được xem là khá cao so với những nghệ sĩ hải ngoại. Và họ thường khoe khoang rằng họ có đẳng cấp. Họ có đẳng cấp. Họ thường khoe khoang như vậy. Cho nên là cái giá lương họ phải lên trời như vậy đó các bạn. Thì do những cái người mà mới qua Mỹ được vài năm, rồi thường lên YouTube thì coi mấy cái video clip của Lệ Quyên hay là của Đàm Vĩnh Hưng hay của Trấn Thành, rồi cái háo hức thích đi coi. Trên vé 100-200 đô vẫn đi coi như thường. Trong khi á, có chuyện gì thì họ cầu cứu ca sĩ ở hải ngoại. Mà khi tổ chức show thì họ không thêm xem ca sĩ hải ngoại ra cái gì cả. Họ đi mướn ca sĩ trong nước. Và ca sĩ trong nước ra tới ngoài này á, thì là cứ ông nào cũng bà nào cũng vỗ ngực xưng tên là cát xê của tôi rất là cao. Tôi bay show 3-4 ngày một tuần. Thứ 6 bay, thứ 7 bay, rồi chủ nhật bay, rồi thứ 2 mới về tới. Tức là các bạn nghĩ đi, nếu như là lời khoe khoang của họ đi. Một show họ lấy 10.000, 12.000 Mỹ Kim. Một cuối tuần 3 show, thứ 6, thứ 7, chủ nhật là họ lấy vô 30-40.000 Mỹ Kim rồi các bạn. Vậy thì những ca sĩ này về trong nước, họ khai cái gì với sở thuế Việt Nam vậy các bạn? Các bạn nói tôi nghe đi, họ khai họ hát ở Mỹ lương 10.000, 12.000 hay họ khai là hát lương ở Mỹ là 1.000, 1.200. Rồi họ đóng thuế trên cái 1.000, 1.200 đó. Chưa kể họ qua đây, họ trình diễn, họ chưa đóng thuế cho đất nước Mỹ này nữa. Ví dụ, tôi nói ví dụ nha các bạn. Trên nguyên tắc, tại tôi đã từng làm việc với nghệ sĩ tôi biết, trên nguyên tắc là labor, tức là nhân công từ nước ngoài vào Mỹ làm việc, bất kể đó là nghệ sĩ trình diễn hay là người bình thường, cái thuế mà làm việc ở Mỹ này mà họ phải đóng lại là 33%. Tức là họ lãnh 1.000 đô la thì họ phải đóng lại là 667 đồng, họ chỉ nhận được như đó thôi, còn 330 đồng đó họ phải đóng cho sở thuế. Tức là họ nhận lại khoảng 670 đồng. Đó là cái lương, cái thuế mà họ phải đóng cho chính phủ Mỹ. Và trong bao nhiêu năm nay rồi, các bạn nghĩ họ có đóng thuế cho chính phủ Mỹ không? Và họ có đóng đúng với cái lương mà họ tri hô trên mặt báo hay không? Họ la làng la xóm trên mặt báo hay không? Hay là họ cố tình họ khai thấp xuống ở mức tệ nhất để họ đóng thuế rất là ít? Ví dụ như là 33% mà họ khai như là Đàm Vĩnh Hưng á, nhận lương 10.000 đô la đó, thì khai lấy 1.000 thôi. 1.000 thì đóng bao nhiêu các bạn? 33%. Có mấy trăm bạc à? Trong khi đáng lý là phải đóng 3.000. Cái đề tài đầu tiên thì Phong mời quý vị theo dõi bản tin này. Ok các bạn, trên tờ Straits Times ở Singapore thì đã có một cái đề tựa đề là Amid Tax Invasion Storm, Where is Phan Bình Minh? Phan Bình Minh tức là một trong những nữ tài tử nổi tiếng nhất bây giờ của Trung Quốc, một trong những tài tử hái ra tiền nhiều nhất của Trung Quốc là Phạm Băng Băng. Phong nghĩ rằng là khán giả Việt Nam và mọi người ở Việt Nam thường xem phim của cô này đóng, và cô cũng đã xuất hiện trong cái những cuốn phim nổi tiếng của Hoa Kỳ như là cuốn The X-Men. Thì các bạn thấy, thì trong đây bản tin từ Hồng Kông cho biết là Phạm Băng Băng đã rời khỏi Trung Quốc, dấu chấm hỏi. Và trong đó thì nó có nói đến là được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc đã bị liên can tới một cái cơn bão đánh vào những nhân vật nổi tiếng, những cán bộ hay những công ty tại Trung Quốc làm ăn, làm việc mà trốn thuế. Ok, thì Phạm Băng Băng
đã bị tố giác bởi một người host của đài truyền hình, tức là một người làm việc điều khiển một cái chương trình ở trên truyền hình có tên là Cui Giang Yuan. Các bạn thấy cái tên hơi khó đọc nè, Cui Giang Yuan nè, làm cho đài truyền hình CCTV, tức là một trong những đài truyền hình lớn nhất ở Trung Quốc. Và anh này tố cáo rằng là trong cái hợp đồng 4 ngày, anh này gọi cô Phạm Băng Băng là có cái gọi là Yin and Yang Contract, thì Phong tạm dịch qua cái tiếng Việt là một cái hợp đồng âm dương, tức là cái âm dương là hai mặt đó các bạn nha, tức là cái hợp đồng thiệt và cái hợp đồng mà một cái hợp đồng thiệt nằm ở phía dưới và cái hợp đồng giả nằm phía trên. Đây là một trong những cái hợp đồng gọi là hợp đồng âm dương, và theo đó thì anh này tố cáo rằng trong 4 ngày làm việc của cô với đài thì là cái revenue, tức là cái lợi tức của cô đó là 10 triệu đồng nhân dân tệ, tức là khoảng là 5.2 triệu Mỹ Kim. Nhưng mà cái mà để nộp cho hồ sơ thuế thì họ lại có một cái hợp đồng khác các bạn, một cái secret contract, tức là một cái hợp đồng bí mật đó, là lên đến 50 triệu đồng nhân dân tệ. Lương thật sự của cô ta là 50 triệu, nhưng mà khai trên hợp đồng là chỉ có 10 triệu đồng nhân dân tệ thôi, để cô ta trốn thuế. Và đây là một trong những cái đề tài lớn nhất và đang xảy ra tại Hồng Kông và Trung Quốc và đang gây chấn động. Và trong đó một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc mà từng được ông nhà văn Kim Dung sáng lập là tờ Minh Báo cũng đã báo cáo về cái sự kiện này. Và đây là một trong những cái nỗ lực của Tập Cận Bình trong cái việc mà gọi là thanh trừng nội bộ, dùng cái chiêu bài chống tham nhũng đã hủ diệt rồi của Tập Cận Bình để mà có thể triệt tiêu những cái thế lực có thể đe dọa tới ông ta. Và trong cái lúc mà thực hiện cái việc thanh trừng đó thì Tập Cận Bình cũng muốn chấn chỉnh luôn tất cả các cái ngành nghề khác không phải là của chính phủ Bắc Kinh và thu về tiền thuế của những người trốn thuế. Và cái ngành trốn thuế được xem là nhiều nhất ở Trung Quốc hiện nay là kỹ nghệ giải trí, được xem là một trong những kỹ nghệ mà từ ông chủ công ty, ông chủ hợp tác với đài truyền hình cho tới những diễn viên, những đạo diễn luôn luôn là khai mức thuế thấp để khỏi đóng thuế. Và cái việc này đang bị Trung Quốc siết chặt lại. Phạm Băng Băng là một trong những cô đào nổi tiếng nhất của Trung Quốc, và hiện nay theo cái câu hỏi của tờ Straits Times ở Singapore dựa trên cái bản tin của tờ Minh Báo tại Hồng Kông, thì các bạn thấy là Phạm Băng Băng, họ đặt câu hỏi là Phạm Băng Băng đang ở đâu. Tuy nhiên thì một cái nguồn tin khác thì cho biết rằng là Phạm Băng Băng đã bị giữ lại passport và đã có lệnh là không được di chuyển ra khỏi Trung Quốc. Trong khi cô nữ tài tử này thì cho rằng là cô không có ý khai gian thuế. Vấn đề nội vụ chưa biết thật giả thế nào, nó vẫn còn đang xảy ra. Tại sao tôi đem cái đề tài này lên vậy các bạn? Tại vì nó có liên quan tới Việt Nam. Giống như tôi đã từng nói trong tất cả những cái livestream của tôi, chính quyền Cộng sản Việt Nam copy 100% cái hệ thống cai trị của chính quyền Bắc Kinh. Một show mà đi qua Mỹ, đi chừng đi một tour nước Mỹ chừng chục show thôi, đi 2 tháng, tháng mấy 2 tháng thôi, tuần nào cũng bay đi, tuần nào cũng hát, tuần hát 3 suất, thứ 6 1 suất, thứ 7 1 suất, chủ nhật 1 suất đó. Mà các bạn thấy chục show thôi là họ lấy về 60-70 ngàn cho tới 100 ngàn rồi. Theo lời khoe của họ, mỗi lần bay ra gọi là đi tour qua Mỹ, bay tour qua Mỹ hát một tour, tại quay qua Mỹ đâu có hát một show bay về, phải ở đây đi một tour chứ, hát anh Nam Cali xong rồi bay lên Bắc Cali, Cali xong bay qua Houston, Houston xong bay qua Biloxi, Biloxi xong rồi bay lên Atlantic, rồi về San Jose, đó các bạn đếm đi, rồi lên Seattle, rồi Chicago. Đó các bạn đếm đi, những cái nơi mà thường xuyên có những cái buổi văn nghệ của các sòng bài tổ chức, hay là Nam Bắc California thì tổ chức ở ngoài những cái rạp để bán vé đó. Thì một show của họ là như đó tiền đó. Họ khoe chứ. Thì bây giờ tôi đặt ra là họ có đóng thuế không? Và chừng nào thì sở thuế của Việt Nam sẽ gõ cửa họ?
hay là các nhân viên trong sở thuế của Cộng sản Việt Nam cũng bịt mắt bắt dê. Nó dú cho 500-300 đồng bạc là coi như không bao giờ mở cái hồ sơ thuế đó ra hết. Nó khai nhiều ghi nhiều, không đặt câu hỏi không gì cả. Và tôi nói với các bạn, đã có những trường hợp nghệ sĩ qua đây không đóng thuế và đã bị cấm vĩnh viễn bước vô nước Mỹ rồi. Và có những trường hợp bị, tại vì dạo trước cách đây khoảng 10 năm đó, thì tổ chức show đây bầu show đánh nhau dữ lắm. Rồi khi đánh nhau đó, họ tố cáo tùm lum hết đó. Họ tố cáo luôn cả Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn nữa. Và chính vì vậy có một số nghệ sĩ đã bị có vết đen ở Tổng lãnh sứ quán. Có người thì bị cấm vĩnh viễn, có người bị cấm 10 năm, có người bị cấm 5 năm. Rồi cái qua thời hạn 5 năm, 10 năm đó, các bạn nghĩ những người này có dám qua Mỹ không? Tôi nói các bạn không. Lý do tại sao? Vi phạm luật của di trú thì họ cấm 5 năm, 10 năm. Không được vô Mỹ. Nhưng mà khi cái thời hạn đó qua rồi đó, mà bay vô Mỹ á, là nguy hiểm lắm. Không dám bay. Tại vì vừa đáp xuống phi trường là nhân viên sở thuế còng tay đưa vô tù. Vì tội trốn thuế. Cho nên bây giờ có nhiều ca sĩ ở Việt Nam á, không đóng thuế. Và bị cấm luôn. Bị cấm luôn. Bị cấm nhập cảnh luôn. Rồi chưa kể là dùng visa không đúng nữa. Visa làm việc khác, visa trình diễn khác. Rồi visa trình diễn của công ty này đi qua trình diễn cho công ty khác. Nhiều lắm các bạn. Và tất cả những điều này, tôi nói tất cả những điều này, nó đã được Cộng sản Việt Nam làm tới nơi tới chốn chưa? Chưa. Chưa hề. Tại vì những kẻ làm trong sở thuế ở Việt Nam đó, là chỉ biết đi thu thuế hàng tháng với lại tất cả những cái tiệm buôn bán. Nhưng mà họ thu thuế kiểu nào các bạn? Tức là đóng thuế một đồng á, thì tới sở thuế thật sự còn có 50 cent thôi. Tại họ giúp cho những cái cơ sở đó khai giảm xuống. Khai giảm xuống để mà đóng thuế ít. Rồi họ lấy cái phần ở giữa đó. Mà họ thâu hàng tháng. Các bạn nghĩ đi, một nhân viên sở thuế, một cái nhà hàng ở Sài Gòn thôi. Bây giờ các bạn nghĩ ở Sài Gòn có bao nhiêu cái nhà hàng? Và trong sở thuế đó có bao nhiêu nhân viên làm việc? Chưa kể là lấy tiền của đám nghệ sĩ này nữa. Cho nên cái lợi tức đó nó cao lắm các bạn. Ngu gì khui ra. Khui ra bể miếng cơm làm sao? Khui ra cho báo chí nó bể hết miếng cơm. Còn không khui ra thì nhân viên sở thuế tiếp tục kiếm tiền. Phải bỏ cả mấy chục ngàn, gần cả trăm ngàn, có khi trên cả mấy trăm ngàn để mua một cái vị trí trong sở thuế. Thì tới lúc phải lấy vốn. Cho nên các bạn, cái hồ sơ thuế ở Việt Nam nó tức cười lắm. Chính vì vậy mà tôi mượn cái chuyện Phạm Băng Băng tôi nói cái hồ sơ thuế. Tại vì các bạn ở trong Việt Nam tôi không biết, nhưng ở ngoài này đóng thuế là nghĩa vụ của công dân. Bây giờ các bạn mà kêu bỏ đi bỏ phiếu á, mà không lấy thuế người dân luôn á, zero tax á, các bạn thấy dân Mỹ nó sẽ chống như thế nào? Tại họ biết cái tiền thuế đó đi đâu, về đâu, làm cái gì. Cho nên họ tình nguyện đóng thuế các bạn. Đương nhiên có những người làm giàu nhiều quá, đóng thuế nhiều quá thì tìm cách trốn. Chuyện đó không phải không. Vậy thì Lệ Quyên về bên Việt Nam, khi qua hát bên Mỹ, Lệ Quyên có khai là mỗi một show cô ta nhận mười mấy ngàn không? Và cô ta hát bao nhiêu show? Và những show đó cô ta đã đóng thuế cho chính phủ Mỹ chưa? Tôi không nói. Tôi chỉ nói là phía Việt Nam cô ta về bên đó, cô ta sẽ khai với sở thuế như thế nào? Mà tại sao tới ngày hôm nay sở thuế bên Việt Nam vẫn bịt mắt vậy? Đơn giản thôi. Cổ lãnh lương mười mấy ngàn, cô về cô khai có một hai ngàn à. Rồi cái cổ lấy 300-400, cổ dúi cho nhân viên sở thuế là xong. Không ai khui hồ sơ của cổ ra hết. Nhân viên sở thuế chỉ cần bịt miệng cho nó vài 300 đô là nó im miệng ngay. Trong khi á, cổ lãnh lương á, thì cổ la lớn lắm. Rồi còn khoe khoang trên báo chí là tôi là lương cao nhất. Bây giờ ca sĩ trong Việt Nam hay có cái trò khoe lắm. Ai cũng khoe là mặc đồ đẳng cấp nhất, hàng hiệu nhất, bóp mấy chục ngàn. Rồi ai cũng khoe là mình đi show nhiều nhất và lương là cao ngất trời luôn. Ngày xưa thì nghệ sĩ Việt Nam không có đâu. Cái thời trước 75 hay là những nghệ sĩ lớn tuổi á,
họ hát bao nhiêu đó điệu lương là họ là điệu tế nhị, không ai nói cho ai biết hết á, rồi cũng không ai khoe là mình lương cao nhất hết á. Nhưng mà cái văn hóa bây giờ của cái chế độ xã hội chủ nghĩa đó là khoe, ai cũng khoe hết á, khoe lương mình là cao ngất ngưỡng luôn. Nhưng thực tế họ có lãnh được như vậy hay không là một chuyện khác. Và thứ hai, những người được gọi, tự nhận mình là ngôi sao, là diva, là cái này cái kia đó, thì các bạn nghĩ đi, họ có đóng thuế không? Hay là những ca sĩ bên Mỹ nè, đi về bên Việt Nam nè, vào những cái game show truyền hình đi, một đêm một cái episode, một cái tập quay 45 phút đi, thì những cái người tổ chức những game show truyền hình đó trả lương bao nhiêu vậy? 20 triệu, 30 triệu hay 50 triệu đồng Việt Nam cho một episode. Thì các bạn nghĩ đi, quay 20 episode, 50 triệu một 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 một, một episode tức là một tập đó. Thì 20 tập tức là 1 tỷ rồi. Đúng không? Làm việc trong vòng có 2 tháng à. 20 tập quay 2 tháng, 3 tháng là xong à. Là kiếm được 1 tỷ rồi. Họ có khai và họ có đóng thuế hay không các bạn? Tôi nhân cái dịp mà tờ Straits Times của Singapore đưa cái thông tin là Phạm Băng Băng đã bị giữ passport vì liên can tới vấn đề trốn thuế. Thì câu hỏi tôi đặt ra cho cái đám nghệ sĩ Việt Nam ở Việt Nam qua Mỹ trình diễn, họ có đóng thuế không các bạn? Các bạn trả lời thôi. Hay là họ khai cái kiểu mà giống như là ba trời, đi 100 show, một năm đi 100 show, thì khai một năm đi có chừng 20 show thôi, để đóng thuế trên cái 20 show, rồi một cái show nhận 10.000 đô la hay là 5.000 đô la thì khai đó là nhận 500 với 1.000 thôi. Thực tế tôi không có nói sai, tại vì tôi đã nói với các quý vị và các bạn, tôi sống trong cái ngành giải trí và văn nghệ, tôi hiểu được chứ. Họ khoe khoang nhiều lắm. Ví dụ như dạo trước cách đây 1-2 năm đó, có 1-2 bầu show ở San Jose mời Mỹ Tâm qua hát. Mỹ Tâm đưa giá 25 ngàn. Không phải là lương một mình Mỹ Tâm 25 ngàn. Mà cô ta bắt là phải đưa nguyên cái băng nhạc của cô ta qua để trình diễn. Và cái package đó là trị giá 25 ngàn. Thì cái anh bầu show đó anh nghe anh tá hỏa tâm tinh hết. Anh né ra luôn. Nhưng mà những bầu show ở tiểu bang khác thì sao các bạn? Tại vì có những bầu show thì làm để kiếm tiền. Có những bầu show tổ chức trong sòng bài lấy cái tiền lời, ví dụ sòng bài trả 50 ngàn hay 30 ngàn cho một show. Họ trừ hành trừ tỏi, họ làm cái gì, họ mướn ca sĩ đó thì họ giữ lại, ok, một họ giữ lại coi như là được 3 ngàn, 5 ngàn, coi như tiền lương của họ tổ chức show cho sòng bài. Nhưng mà cũng có những người dư tiền lắm, là ham danh, cũng nhảy ra làm bầu show. Thì khi mà nghe ca sĩ ở Việt Nam đưa giá lên trời á, thì cũng đáp ứng chung tiền, còn show lời lỗ không cần biết, là tại vì họ cần danh. Do đó ở trong cái nghề này nó có nhiều bầu show lắm, nhiều dạng bầu show lắm, và chính như những ông bầu show ham danh đó đó, bây giờ đó thì các bạn thấy đó là cái qua đây là khoe đó, giống như Lệ Quyên nè, rồi Đàm Vĩnh Hưng nè, rồi Quang Dũng nè, đúng không, rồi Trấn Thành nè, rồi Trường Giang nè, đúng không? Lương lúc nào cũng khoe là từ 6.000 tới 10.000 một show. Thì các bạn nghĩ đi, một máy theo cái lời tri hô của Đàm Vĩnh Hưng hay là Lệ Quyên, phải không? Tôi thì tôi không thích nghe cái cô này hát bolero đâu, cổ đang phá nhạc bolero thì đúng hơn, nhưng mà cái kiểu hát của cổ á thì có nhiều người bên ngoài thích lắm, nhất là những cái cô mà làm ở những cái tiệm nail mới qua Mỹ độ khoảng đường đôi 3 năm đó, đi làm nail ở tiểu bang xa đó, còn đầy cái chất Việt Nam, còn đầy cái tôi gọi bên đây là gọi gì, bên đây chúng ta có cái thành ngữ rất là hay, tức là phèn, còn đầy chất phèn chưa gột rửa đó, thì cứ nghe Lệ Quyên rồi Đàm Vĩnh Hưng á, là ùa nhau đi mua vé đi coi show. Còn những người mà ở Mỹ lâu năm á, muốn coi lạ đó thì họ không có tốn tiền, tại vì họ có account trong sòng bài, họ đánh bài nhiều quá rồi thì sòng bài cho vé họ free để đi coi những cái này. Mà nhiều khi họ lấy vé họ cũng không đi coi, nó họ quăng cho ai coi đó, còn họ vô họ đánh bài. Nhưng mà cái hiện tượng mà ca sĩ Việt Nam qua trình diễn không còn lạ trong 10 năm nay, nó hiện hữu ở nhiều nơi lắm các bạn. Và chính vì vậy
rồi họ đưa cái giá lên trời. Cái tưởng là mình qua Mỹ là được chào đón khách khứa đông, rồi khán giả đông lắm. Như vậy thì các bạn đặt câu hỏi giùm tôi đi. Những ca sĩ này sắp sửa bị đưa lên bàn mổ tại Việt Nam chưa? Với cái chiến dịch gọi là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, họ sẽ bị đưa lên bàn mổ khi nào? Và chắc chắn rằng tôi nói với các bạn, những kẻ này đa phần khai gian, khai gian về lợi tức để trốn thuế, giống như Phạm Băng Băng đang bị Trung Quốc điều tra. Vậy thì các bạn, câu hỏi đặt ra là chừng nào cái chế độ cai trị các bạn đó sẽ bắt đầu hết tiền rồi mà, bây giờ hết tiền rồi. Bây giờ là ngân hàng cạn kiệt rồi. Thì chỗ nào moi được tiền là sẽ moi thôi. Thì chắc chắn rằng những ca sĩ này sẽ tránh không khỏi sẽ bị gõ đầu, sẽ bị hỏi, sẽ bị điều tra. Rồi những ca sĩ mà bên hải ngoại này bò về Việt Nam trình diễn thì cái thuế đóng như thế nào đối với Cộng sản Việt Nam, và họ có khai lợi tức khi trở về Mỹ hay không để đóng cái thuế của họ ông ở bên Mỹ nữa. Nhiều lắm, tôi nhìn vô là tôi thấy cả mấy chục người đó. Tại vì đa phần trong giới văn nghệ Việt Nam á, lãnh tiền mặt không à các bạn. Lãnh tiền mặt không à. Chứ không có bầu show cũng trả tiền mặt không à. Chứ không có trả theo cái kiểu nó đàng hoàng là có form 99, có số show show, trả hát bao nhiêu trả bấy nhiêu, không có. Chỉ rất ít bầu show. Tôi nói rất ít là làm việc với lại một số những cái sòng bài mà không phải là bầu show đó đứng ra tổ chức mà của sòng bài tổ chức. Bầu show chỉ là người coordinate thôi, thì họ phải làm theo thủ tục của sòng bài, tức là họ phải lấy số show show của ca sĩ, rồi sòng bài sau khi trả lương xong đó thì vài tháng sau họ gửi gửi cái form 99, 1099 về, tức là cái giấy thuế 1099 đó. Còn những bầu show mà tổ chức trong sòng bài đó các bạn, lấy bảo trợ của sòng bài á, thì họ trả lương cho nghệ sĩ, họ trả tiền mặt không ạ. Rồi cái tiền thuế, cái tiền bán vé, cái tiền này không khai thuế luôn. Bán một sản phẩm, bán một chuyến vé họ cũng không khai thuế luôn. Sale tax không có. Bán vé mà không có sale tax các bạn. Rồi á, lấy tiền mặt của khán giả vô xong rồi bắt đầu lấy tiền đó trả lương cho nghệ sĩ, cho ca sĩ bên Việt Nam. Mà trả trên trời không à các bạn. Bây giờ mà gọi tới những nghệ sĩ hải ngoại lương 2-3 ngàn đô la chê mắt. Mà gọi tới ca sĩ Việt Nam nó đội đến 9-10 ngàn á thì vẫn ok. Các bộ show bây giờ là như vậy đó các bạn. Các bầu show bây giờ bên ngoài là như vậy đó. Do đó, cái tôi đặt ra là họ đã đóng thuế đầy đủ chưa khi họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Đó là tôi chưa nói phần Hoa Kỳ thì tôi chưa nói đâu. Tôi chỉ nói bên phía Việt Nam thôi. Họ về bên Việt Nam họ khai như Lệ Quyên đó. Cách đây không lâu nè, bạn tôi gọi cho chồng ca sĩ Hồng Ngọc là anh, cái anh gì? Anh gì ở Houston, Thomas phải không ạ? Là bây giờ anh chồng của cô Hồng Ngọc này, cô Hồng Ngọc định cư ở Houston rồi. Chồng của cổ bây giờ là đi đứng ra tổ chức nhiều show lắm. Thì á, gọi tới á, hỏi giá lương Lệ Quyên á, là mười mấy ngàn đô la một show các bạn. Nó là lương Lệ Quyên mười mấy ngàn đô la một show là.